Anh em ơi, bữa giờ bận quá không có làm clip chia sẻ với anh em được. Bữa nay mới xong công việc xong, tại làm dãy chuồng mới. Mùa tối rồi phải làm cho nó sạch sẽ. Bữa nay làm một cái clip chia sẻ với anh em. 4 ngày nay trời nó đang chuyển mùa, nó muốn lập đông á. Cái thời tiết nó cực kỳ khó chịu luôn. Thứ nhất là trời nó mù, ít có nắng này. Bữa nay mới có một chút nắng lên nè, mà bây giờ nó mới có nắng ha. 9 giờ mấy là nó có chút nắng, mà mình coi dự báo thời tiết là khoảng chừng 11 giờ bắt đầu nó mưa phùn lại rồi. Trời nó lạnh, càng về gần sáng nào thì nó càng lạnh đấy. Tại vì sáng mình thức rất là sớm mà mình cảm nhận được, 4 giờ mình dậy rồi 5 giờ nó lạnh hơn tí, và 6 giờ nó lạnh hơn tí nữa, 7 giờ nó lạnh hơn chút nữa. Trời rất là lạnh và cực kỳ khó chịu luôn. Mình ngủ mình cảm giác là sáng mình ngủ dậy thôi là mình cảm thấy con người mình nó khác thì nó khó chịu. Kể cả mình cũng muốn bị cảm mà khan tiếng, thì con gà nó rất là nhạy cảm, cho nên anh em phải cực kỳ cẩn thận ha. Trong mấy ngày này là anh em không có tập thể dục gì cho nó được đâu, chỉ có phơi nắng, có nắng rồi đem ra phơi nắng cho nó phơi nắng cho nó ấm thôi, giữ ấm cho nó càng nhiều càng tốt. Và anh em cố gắng giữ cho nó đừng có bệnh ha. Bệnh hay không là cái lúc mà nè, cái trời lạnh á với lại cái trời mưa á, mình không có sợ, mình không có ngại cái trời đó, mà mình sợ nhất là cái trời mà nó âm u, nó mưa phùn. Thì thường nó chuyển mùa nó hay bị mưa phùn, nó cứ rác, nó mưa hạt li ti ti suốt ngày, rồi xong cái nó gió nữa. Thì nó có ở trong cái lúc này nó có hai cái bệnh mà anh em cần đáng phải quan tâm, là thứ nhất là bệnh tụ huyết trùng, với lại thứ hai là bệnh dịch tả ha. Thì tùy theo cái thổ nhưỡng đất của anh em, cái khu vực của anh em nuôi gà, mà anh em có một cái nhìn nó tổng quát nhất ha. Có nghĩa là mình phải nhớ, mình nuôi gà là mình phải nhớ cái tháng nào thì cái dịch đó, cái dịch bệnh đó nó hay bùng lên. Thì một tháng này á là ở mấy tỉnh miền Tây, từ Long An xuống ở Tây Ninh cũng vậy, nói chung là các tỉnh miền Tây ở trong miền Nam thì nó đang cái dịch là nó bị dịch coi da ha. Có nghĩa là bệnh nó sưng con mắt lên, nó khò khè sổ mũi đó. Thì mình đã từng nói trong mấy cái bài viết trước là anh em phải chích vaccine coi da thì nó mới giải quyết dứt điểm cái vấn đề đó. Còn mấy anh em không có chích vaccine cho nó và anh em không nhắc lại sau 3 tháng mỗi lần á, thì con gà của anh em nó khi nó bị bệnh thì nó sẽ dẫn tới một cái tình trạng là cái mắt nó bị mờ, và cái con nào mà nó có đóng ké xung quanh cái con mắt luôn là con đó coi như là mình bỏ luôn, mình không có làm gì được nữa hết trơn đó. Cái đó là coryza. Ở mình đây á, thì mình cũng có bệnh một vài con nhưng mà nó không có thành dịch, là tại vì mình đã chích vaccine đầy đủ cho nó, và cứ từ 3 tới 4 tháng mà mình nhắc lại một lần. Một cái chai đó nó trị giá là 1,5 triệu ha. Mình đang xài cái loại Ceva của Pháp. Và mình cũng khoảng 2 ngày nữa là mình sẽ nhắc lại cho hết cái trại gà này một lần nữa, là cái bệnh coryza. Còn cái dịch tả thì hôm bữa mình đã chích kháng thể rồi. Mình chích kháng thể sau 2 tuần là bắt đầu mình mới làm lại vaccine lại. Thì gà tháng này là nó rất là dễ nhiễm hai từ đây cho tới Tết luôn anh em ha. Từ đây cho tới Tết thì nó ở tỉnh nào cũng vậy, mình để ý ha. Trong cái tháng từ đây cho tới Tết là trong những cái tháng này là nó hay thành bệnh dịch tụ huyết trùng với lại dịch tả. Cái bệnh đó mà nếu mà nó đã thành dịch rồi anh em cứu không nổi, mình dám bảo đảm luôn. Một lần mà nó chết là nó chết hết trại luôn chứ không có cứu nữa. Năm trước nó đã một lần rồi, và năm lúc mà vừa Tết á, vừa 30 Tết thôi, trước Tết 2-3 ngày là nó có đổ mấy cơn mưa phùn xuống, là mấy ngày sau là gà của mình bị ha. Thì mình bị cái đợt đó là khoảng chừng gần 1.000 con, cho nên bây giờ mình rất là sợ. Bây giờ mình không có dám làm biến mà dạng tiết kiệm để mua vaccine nữa. Và bây giờ mình xài những loại vaccine nó cũng mắc tiền nữa, cho nó có hiệu quả cao. Mình xài vaccine hiện tại bây giờ là mình xài toàn bộ là của hàng nhập hết. Thì cái con gà trong cái lúc này á, trong cái lúc mà nó đang thay đổi thời tiết như thế này, thì anh em cũng không có nên chích vaccine cho nó.
Lý do là tại vì con gà nó đang có cái sức đề kháng là yếu. Tại vì thứ nhất là do cái thời tiết, con người của mình cũng nhạy cảm thời tiết, mình còn muốn bệnh thì con gà nó cũng rất là mệt mỏi. Khi mà anh em vô vaccine cho nó là nó sẽ bị bệnh luôn. Tại vì cái vaccine đó, nó là một cái mầm bệnh mà nó làm cho cái bệnh đó nó ở cái thể nhẹ lại, xong rồi chích vô con gà thì nó sẽ sinh ra cái kháng thể. Đó, anh em phải hiểu cái chi tiết là nó như vậy. Cho nên chích vaccine là bắt buộc anh em, là con gà của anh em phải cực kỳ khỏe mạnh. Mình nhắc lại là phải cực kỳ khỏe nha anh em. Chứ con gà mà nó đang bị stress nè, hay là nó đang bị mệt mỏi do thời tiết, hay là do thay đổi thức ăn, mấy anh em chích vô một cái là con gà nguy cơ bị bệnh là phải cỡ chừng 70-80%. Đó. Cho nên trong những cái ngày này thì nó chuyển mùa như thế này thì nó làm trong vòng một tuần thôi, chứ không có bao giờ nhiều hơn cái thời gian một tuần. Trong một tuần này thì anh em phải bổ sung những cái gì? Mấy anh em phải bổ sung là cái glucocase. Ở trong nó, trong cái thuốc bổ glucocase là gồm, nó có gồm có gluco nè. Gluco là đường để nó tăng sức đề kháng, vitamin K và vitamin C. Đó, ba cái loại đó là ba cái loại chính để nâng sức đề kháng lên. Cái đó là vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai là anh em phải sử dụng men tiêu hóa cho nó tăng cường cái hệ thống đường ruột của tụi nó lên. Thì như vậy thì nó sẽ không có kéo theo những cái bệnh tiêu chảy. Tại vì anh em phải hiểu rằng á, cái mầm bệnh của con gà thì lúc nào nó cũng nằm ở trong cái đường ruột của con gà và ở trong cái trại gà của mình. Nó ở dưới cái nền chuồng, nó bám lên cái thành, nó bám lên cái chuồng. Nó chỉ chờ khi nào ở một cái thời tiết thích hợp, và khi mà con gà mình sức đề kháng nó yếu xuống là bắt đầu nó sẽ bùng lên. Anh em phải hiểu như vậy, chứ không phải là từ đâu đưa tới đâu. Còn những cái bệnh mà từ đâu đưa tới là đa số là nó là dịch. Ví dụ như là cúm gà H5N1 nè, tụy trùng nè, hoặc là dịch tả nè, thì nó cũng có ở những cái ở ngoài nó đưa vô theo cái cơn gió, hoặc là những cái trại kế bên nó bị rồi nó lây vào cho mình, thì cái đó là chính xác. Còn những cái bệnh thông thường giống như là coryza nè, rồi sổ mũi nè, hoặc là những cái bệnh đường ruột cầu trùng thông thường gì đó, thì thường là nó sẽ nằm nó tích tụ trong cái đường ruột và trong cơ thể của con gà, và trong cái mầm bệnh lúc nào nó cũng có sẵn ở trong cái trại của mình nuôi. Cho nên nó chỉ chờ cái thời tiết mà nó thích hợp, cái thời điểm thích hợp để nó bùng lên. Và khi mà nó bùng lên á, cái con gà của mình nó không có sức đề kháng thì nó sẽ dập con gà của mình luôn. Và lúc đó mấy anh em trị nó rất là khó khăn. Đó, cho nên trong một tuần này bắt buộc là anh em phải nâng sức đề kháng của nó lên bằng cách là xài glucocase với lại men tiêu hóa, với lại thuốc bổ B complex đồ này nọ, tất cả những loại vitamin B1, từ B1 cho tới B12. Đó. Nâng sức đề kháng nó lên trước. Rồi sau khi mà nó chuyển mùa xong rồi, thời tiết nó trở lại bình thường rồi, con gà một tuần nó cũng quen với cái khí hậu rồi, thì lúc đó anh em muốn làm vaccine gì cũng được. Chứ trong thời điểm này mà anh em làm vaccine là bảo đảm anh em luôn, con gà của anh em mắc bệnh là từ 70-80%. Và có những con gà mấy anh em chích vaccine vô ngày trước ngày hôm sau là chết luôn. Tại vì nó đang yếu, cái cơ thể đang yếu, cái mầm bệnh ở cái cơ thể con gà nó đang chống chọi với lại thời tiết, nó đang làm quen với thời tiết thì nó đang yếu. Nó đang yếu như vậy thì cái mầm bệnh ở trong cơ thể nó chuẩn bị bùng lên, và anh em đưa tiếp tục một cái lượng bệnh trong vaccine vô cơ thể nữa thì con gà nó chịu không nổi, thì chắc chắn một điều nó sẽ chết. Và mấy anh em đợi con gà của anh em chết trong cái thời điểm này là cái khả năng mà nó thành dịch bệnh nó rất là cao, thường là từ 80-90% là nó sẽ thành dịch. Tại vì cái dịch bệnh nó chỉ chờ ở cái thời điểm này thôi. Nó chỉ chờ cái thời điểm những tháng cận Tết này thôi. Đó. Trong 3 tháng. Đó. Thì anh em, mình nói như vậy anh em để anh em có một cái nhìn tổng quát về cái dịch bệnh hay là cái sử dụng vaccine nó như thế nào. Rồi sau này mình rảnh mình sẽ làm những cái bài mà nó chi tiết hơn nữa cho anh em hiểu kỹ. Thì cái mà nó để bảo vệ được cái đàn gà của mình, để mình không có bị hao hụt nhiều, cái đó chính là vaccine. Anh em đừng có tiết kiệm cái đó. Mình nuôi con gà nó có giá trị lớn, cho nên mình đừng có bao giờ tiết kiệm. Một cái lọ vaccine á là nó mắc nhất luôn là 3,5 triệu một lọ. Nó 3,5 triệu một lọ, nhưng mà anh em có thể xài cho 1,000 con. Đó, anh em có thể xài cho 1,000 con. Mà mình ví dụ như anh em xài cho 100 con nó cũng có giá trị. Tại vì cái đó, ví dụ như mình cho anh em nói là gà của anh em nó rẻ tiền luôn, thì nó mới có bằng 2 con gà. Mình mua một cái lọ nó về xài nó mới bằng 2 con gà của mình, nhưng mà mình bảo vệ cho được 100 con gà và gà nọc nữa. Mà
đã nuôi gà thì quan trọng nhất là gà nọc đó. Làm gì làm, nếu mà chết hao hụt gì mình không cần biết, nhưng mà gà nọc là phải giữ an toàn tuyệt đối cho tụi nó. Rồi vậy anh em ha, giờ này bắt đầu mình tắm gà, có nắng, chào anh em ha.